màn võ truyền điện thu hút hơn 12 triệu lượt xem và 5 vạn lượt bình luận. Màn biểu diễn công phu truyền điện này vẫn đang thực sự gây sóng ở làng võ thuật Trung Quốc. Cụ thể, rất nhiều diễn đàn võ thuật Trung Quốc, trong đó có website insiwar.com, mới đây đã đăng tải một clip võ công được ví như võ truyền điện ở quốc gia đông dân nhất thế giới này. Trong clip ngắn chỉ có 47 giây, vị võ sư cổ truyền hiện chưa được xác định danh tính đã dùng nội công của mình để đẩy ngã cả 15 người dù không cần chạm vào cơ thể của đối phương. Khi đăng tải clip, tờ báo Trung Quốc đặt kèm dòng tiêu đề một bậc thầy khác vừa được phát lộ khi một mình chống lại 15 đối thủ. Thoạt nhìn, đó có vẻ là anh trai của đại sư Diêm Vương, sư phụ của võ sư Trương Pháp Nghĩa. Điều đáng nói là clip này lập tức gây nên làn sóng công kích vô cùng mạnh mẽ từ làng võ thuật Trung Quốc, minh chứng là có tới 50.000 bình luận trên trang insiwar.com. Sau khi theo dõi màn võ truyền điện này, phần lớn trong số họ đều cho rằng đây là một chiêu trò hoàn toàn bị bợm. Lại một chiêu trò lừa đảo lố bịch làm xấu mặt làng võ Trung Quốc. Tại sao tình trạng này ngày càng xuất hiện nhiều như vậy? Một ý kiến tỏ ra chán nản sau khi theo dõi đoạn clip. Dám hỏi những người học trò của vị võ sư này không hợp tác thì sẽ ra sao nhỉ? Đây là màn biểu diễn mà ai cũng có thể nhận ra. Khán giả khác lại đưa ra một lời thách đấu cho vị võ sư. Này ông võ sư dởm kia, tôi muốn nói chuyện với ông bằng nắm đấm trên võ đài. Tôi chỉ là một cựu chiến sĩ cảnh sát đã về hưu. Một ý kiến khác lại tỏ ra châm biếm. Liệu vị đại sư trong clip này có thể ngăn chặn một quả bom nguyên tử bằng khả năng phi thường của mình hay không? Cao thủ Trung Quốc biểu diễn khí công ở Đại hội Võ thuật cổ truyền, dùng đầu đập vỡ gạch hay thách đối thủ đấm vào bụng là những tuyệt kỹ được các cao thủ võ truyền thống giới thiệu. Đại hội Võ thuật truyền thống Trung Quốc lần thứ 2 do Fighting World tổ chức tại Lang Phường, tỉnh Hà Bắc ngày 22 tháng 7. So với lần đầu tổ chức vào tháng trước, đại hội lần này quy mô lớn hơn. Các cao thủ truyền thống được mời tới đây để tập trung, tập luyện và giao lưu với nhau trong một tuần trước khi bước vào thi đấu chính thức vào ngày 27 tháng 7. Fighting World News cho biết một ngày tập luyện sẽ được bắt đầu từ sáng sớm bằng bài chạy bộ 4 km, sau đó họ sẽ giao lưu võ thuật và tự rèn luyện thể lực. Buổi chiều các cao thủ sẽ tập trung tại khu thi đấu để làm quen với những nội dung sẽ xuất hiện trong ngày thi đấu chính thức. Phần giao lưu võ thuật giữa các cao thủ gây được nhiều sự chú ý. Chiều 25 tháng 7, cao thủ Ngũ Đông Lương biểu diễn công phu của mình. Ông cho một võ sĩ tán thủ trẻ tuổi đấm liên tiếp vào bụng mà không hề ấn gì. Trước đó, cao thủ có biệt hiệu là Hắc Tâm Chuyển, hơn 60 tuổi cũng thi triển công phu thiết đầu công, làm người xem có mặt ở đó trầm trồ. Ông dùng đầu đập vỡ viên gạch ra làm đôi. Trong những ngày tập luyện của cao thủ võ thuật truyền thống, ban tổ chức còn mời những võ sĩ trẻ đến để kiểm chứng năng lực của các tiền bối. Màn so tài đứng tấn giữa đội trẻ và đội già là gay cấn nhất. Mỗi đội lần lượt cử một người giơ tay thẳng ra phía trước, khuỵu gối và giữ hai cốc nước trên tay. Ai làm đổ nước trước sẽ thua cuộc. Do lực lượng không đồng đều, đội võ truyền thống thua cuộc. Tuy nhiên, võ sư Vịnh Xuân Dư Sư Hoa, người thắng cuộc ở đại hội lần trước, đã lập kỷ lục về thời gian đứng tấn khi giữ yên cốc nước trong khoảng 19 phút. Chiều 25 tháng 7, người sáng lập ra Fighting World là Khương Tuấn Hoa sắm vai trọng tài điều khiển trận đấu theo luật quyền Anh giữa Điền Giã và một võ sĩ tán thủ khách mời. Dù bất lợi về thể hình và tuổi tác, Điền Giã đánh ngang ngửa với hậu bối trước khi Khương Tuấn Hoa tách ra và xử hòa. Đại hội võ thuật truyền thống thứ hai còn giúp các cao thủ truyền thống hiểu biết thêm về các môn đối kháng hiện đại như MMA, Jiu-Jitsu hay vật. Ban tổ chức còn mời một nữ võ sĩ UFC nổi tiếng ở Trung Quốc, Đường Kim, tới dự với vai trò là diễn giả. Hai nhân vật được chờ đợi nhất đại hội võ cổ truyền lần này là Lã Cương và Hoắc Yến Sơn không xuất hiện. Trong khi Lã Cương nói bận việc cá nhân, Hoắc Yến Sơn nói đại hội lần này diễn ra dài ngày và ảnh hưởng nhiều tới công việc nên xin rút lui. Võ sĩ hạng nặng cao 2m nhận cái kết bé bàng khi thách đấu tay đấm Trung Quốc. Nhiều người hâm mộ ở Trung Quốc đã vô cùng hả hê sau khi chứng kiến trận đấu này. Theo website Insiwar của Trung Quốc, cách đây ít ngày, một võ sĩ kickboxing hạng nặng 42 tuổi đến từ lò Zakaria của Qatar đã sang Trung Quốc để thách đấu các võ sĩ nước chủ nhà ở giải kickboxing chuyên nghiệp Kunlun Fight. Lập tức, một võ sĩ 26 tuổi ở Tân Cương là người đã nhận được lời thách đấu này.
Kẻ thách đấu tự giới thiệu mình là nhà vô địch kickboxing hạng nặng ở Qatar, sở hữu chiều cao hơn 2m. Trước trận đấu, võ sĩ này tuyên bố sẽ đánh bại mọi đối thủ nước chủ nhà bằng kinh nghiệm và những cú đấm sấm sét của mình. Song rốt cục thì kịch bản trận đấu lại diễn ra hoàn toàn trái ngược, với thế trận nghiêng hẳn về võ sĩ Trung Quốc. Với lợi thế về sức trẻ, võ sĩ 26 tuổi Phùng Tân Cương đã tung ra những cú ra đòn trúng đích. Đến cuối hiệp 1, sau một loạt đòn đấm uy lực, anh đã khiến đối thủ của mình hai lần phải nằm sàn ở lần thứ hai. Võ sĩ người Qatar đã không thể tiếp tục thi đấu. Trọng tài tuyên bố dừng trận thượng đài và với chiến thắng knock out cho võ sĩ nước chủ nhà Trung Quốc. Sau trận đấu này, rất nhiều độc giả tờ EC World đã đưa ra những ý kiến bình luận để bày tỏ cảm xúc hả hê của mình. Một cổ động viên lên tiếng, người Trung Quốc vẫn còn đó những võ sĩ vĩ đại. Võ sĩ người Qatar đã phải hối hận khi lớn tiếng thách đấu các võ sĩ Trung Quốc. Đất nước của chúng ta luôn có những võ sĩ biết cách tỏa sáng trên võ đài. Một cổ động viên khác bày tỏ niềm vui khi chứng kiến màn hủy diệt của võ sĩ Phùng Tân Cương. Võ sĩ nước ngoài đã thi đấu khá tốt bởi anh ta đã tuổi 42. Thế nhưng, võ sĩ của chúng ta mới thực sự tỏa sáng. Đây là một chiến thắng tuyệt vời của võ thuật Trung Quốc. Một ý kiến khác ca ngợi.